sốt với diện mạo mới khác lạ sau lời xin lỗi tăng tương tác của Đề Cao. Cộng đồng mạng lo lắng và mong cô mạnh mẽ vượt qua biến cố. Rạng sáng 26 tháng 5, Lâm Minh gây sốc khi bất ngờ đăng story cho thấy cô đã thay đổi kiểu tóc sau ồn ào cá nhân. Không phải cắt ngắn hay nhuộm mà lần này cô chơi lớn. Cô nàng cũng đăng kèm dòng chú thích: "My makeup thử coi có giống con chuột hơn không nha." Thay đổi này của Lâm Minh diễn ra sau loạt biến cố ở Mỹ. Nhiều người đoán rằng Lâm Minh cũng đang ngầm thông báo về những thay đổi lớn sắp đến trong cuộc sống nên mới chọn cách cắt bỏ mái tóc cũ. Song song đó, Lâm Minh cũng cập nhật thêm khoảnh khắc bé Hy, con trai chung của mình với Đề Cao khi mới sinh trên trang cá nhân. Khoảnh khắc làm mẹ gây xúc động cho người xem, nhất là khi những biến cố vừa qua ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của Lâm Minh. Chuyện tóc tai của Lâm Minh cũng từng dấy lên tranh cãi gay gắt về cách Đề Cao đối xử với bạn gái. Cụ thể, vào tháng 4 năm 2023, Salon G chia sẻ đoạn clip Lâm Minh đến tiệm muốn thay đổi kiểu tóc. Tuy nhiên, khi thợ làm tóc đề xuất Lâm Minh nhuộm tóc đỏ thì cô lại tỏ ra khá đắn đo và phải gọi về xin phép chồng. Tuy nhiên, Đề Cao không đồng ý, nói rằng nếu Lâm Minh làm tóc đỏ thì không cho về nữa, nên cô nàng vẫn giữ màu tóc đen. Quay về hiện tại, kiểu tóc mới của Lâm Minh là điều táo bạo chưa từng thấy trong suốt quãng thời gian Lâm Minh ở cạnh Đề Cao. Cô nhận được rất nhiều lời động viên, chia sẻ của mọi người xung quanh về cách vượt qua nỗi đau, cũng như cách sống mạnh mẽ hơn dù có lựa chọn thế nào.